Giới thiệu đến quý vị một bộ sản phẩm thảm sàn ô tô vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được sản xuất và phân phối độc quyền tại Novaca. Thưa quý vị, hiện nay thì đa số chúng ta vẫn đang sử dụng các loại thảm thông thường làm bằng vải, và sau một thời gian sử dụng thì thảm sẽ bị cong vênh và không có tính thẩm mỹ, đặc biệt là bám bụi, cho nên là cái mùi hôi ở trong xe sẽ rất là khó chịu và không khí ở trong xe trở nên ngột ngạt và không thoải mái. Và bây giờ thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm giải quyết các vấn đề đó nhờ bạn thảm gỗ tự nhiên Novaca này. Novaca đã nghiên cứu và cho ra đời một loại thảm được làm 100% từ gỗ tự nhiên, cho nên độ bền sẽ là tuyệt đối và được phủ bóng, cho nên là sẽ không bám bụi. Nếu như mà có bám bụi thì cũng vệ sinh một cách sẽ rất là dễ dàng. Ngoài ra khi bật điều hòa thì đối với các loại thảm thông thường sẽ hấp thụ nhiệt, còn thảm gỗ Novaca thì không, bởi vì thảm được làm từ gỗ và phủ một lớp bóng cho nên sẽ không hấp thụ nhiệt, sẽ hắt nhiệt quay trở lại, giúp cho điều hòa của chúng ta sẽ không phải gồng mình mỗi khi tản nhiệt làm mát. Một giá trị nữa rất tuyệt vời mà thảm gỗ Novaca đem lại cho chúng ta là giữ nguyên được không gian nội thất bên trong của xe, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng, không bị gồ ghề, cong vênh hay là thiếu đi tính thẩm mỹ, đặc biệt là sẽ không chiếm diện tích như các loại thảm thông thường khác. Thưa quý vị, thảm gỗ tự nhiên Novaca có thể sản xuất đáp ứng phù hợp cho tất cả các mẫu xe, dòng xe mà quý vị yêu cầu. Đặc biệt sẽ có nhiều option lựa chọn riêng lẻ nên chúng ta có thể lựa chọn. Còn bây giờ, hãy là người đầu tiên tại Việt Nam lên cho chiếc xế sang của mình một bộ thảm sang trọng ngay thôi. Nhân ngày ra mắt, Novaca xin được giảm 20% cho đơn hàng của quý khách. Còn bây giờ thì hãy để lại số điện thoại để Novaca có thể tư vấn chi tiết hơn cho quý vị nhé. Novaca cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Novaca nâng tầm xe sang.